Cá hồi là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng mà lại phù hợp với mọi lứa tuổi mà ai ai cũng biết. Vì vậy, dù chỉ mới du nhập vào Việt Nam không lâu, nhưng những món ăn được chế biến từ cá hồi rất được lòng những người đam mê ẩm thực. Vậy cá hồi chế biến món gì ngon? Thì hãy cùng blog ẩm thực đi tìm hiểu top 12 món ăn cực ngon được chế biến từ cá hồi ngay trong video này nhé! Từ cá hồi nướng. Món ngon từ cá hồi đơn giản nhất chính là cá hồi nướng. Cá hồi chế biến thành món gì cũng hợp, nhưng nướng là một món ăn cực ngon và hấp dẫn. Thế cá hồi khi được nướng chín bên ngoài, da sẽ giòn giòn, bên trong thịt mềm ngon mà không hề bị khô hay là cứng. Bạn có thể nướng cá hồi với sốt bơ tỏi thơm nồng hoặc là nướng sốt phô mai béo béo, ăn là ghiền. 2. Chế biến cá hồi thành món cá hồi hấp. Nếu bạn đã quá ngán với các món ăn đậm vị, nhiều dầu mỡ, thì món ăn này là dành cho bạn. Bởi cách chế biến thịt cá hồi thành món hấp cùng với xì dầu, giữ được nguyên vị ngon ngọt, thanh tự nhiên của từng miếng cá. Và bạn cũng có thể mang cá đi hấp cùng với chanh. Cá sẽ mang một hương vị thanh mát, ăn kèm với bánh tráng cuộn, thêm rau sống, chấm thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt, thì ngon nhức nách luôn đấy nhá. 3. Menu ngon từ cá hồi. Cá hồi áp chảo ngon bất hủ. Áp chảo là cách chế biến cá hồi chẳng hề cầu kỳ nhưng lại vẫn giữ được vị tươi ngon tự nhiên vốn có ở trong thịt cá hồi. Không chỉ vậy, với cách làm món ăn ngon từ cá hồi này có thể được chế biến theo rất nhiều cách khác nhau như cá hồi áp chảo sốt bơ chanh, sốt cam, giúp thịt cá hồi mềm béo đậm vị, có chút chua chua, ngọt ngọt, lạ miệng nhưng cực kỳ hấp dẫn. 4. Những món ăn dễ làm từ cá hồi là cá hồi kho độc lạ. Cá hồi kho mang hương vị mặn mặn đậm đà, thịt cá mềm ngon, thơm béo. Bạn cũng có thể sáng tạo thêm khi chế biến thịt cá hồi thành cá hồi kho với tương hột hoặc là cá hồi kho tiêu cay cay. Phần nước kho sền sệt xen lẫn thêm vài lá ớt, một ít hành lá thoang thoảng mùi thơm lại mang hương vị cay cay khiến món cá kho hấp dẫn đảm bảo sao hết. 5. Cá hồi chiên đưa cơm với món cá hồi thơm ngon. Cá hồi chiên là món ăn vô cùng dễ thực hiện và ngày càng có nhiều công thức biến tấu. Vì vậy, đã khiến món cá hồi chiên thơm ngon này trở nên thu hút đến bất ngờ. Bạn có thể thử thực hiện từ món cá hồi dễ làm nhất là cá hồi chiên su, cá hồi chiên mắm dừa giòn rụm, đến món cá hồi chiên nước mắm đậm đà. Tất cả đều mang hương vị tuyệt vời và vô cùng đưa cơm đấy nhá. 6. Cá hồi sốt cà chua, đậm đà, thơm ngon lại rất bát cơm. Cá hồi được chiên sơ qua giúp cho mặt cá vẫn giữ được độ giòn nhất định khi hoàn thành món ăn. Bên trong thớ thịt mềm, không bị khô cứng, thấm đều hương vị của cá chua, chua chua ngọt ngọt, đậm đà. Ăn kèm cá hồi sốt cà chua cùng với cơm trắng nóng hổi thì không gì bằng nhá. Nếu chưa biết cách chế biến cá hồi thì thử ngay món cá hồi sốt cà chua này nhá. 7. Cháo cá hồi. Món cháo từ cá hồi bổ dưỡng cho gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thành phần dinh dưỡng của cá hồi rất dồi dào, do đó hoàn toàn có thể chế biến thành cháo dành cho trẻ ăn rau. Bạn có thể kết hợp cá hồi với các loại rau củ quả khác nhau giàu chất dinh dưỡng như là bí đỏ, cà rốt, bông cải, khoai môn, đảm bảo vừa đủ chất cho trẻ phát triển lại vừa thơm ngon bổ dưỡng. 8. Giúp cá hồi, món ăn kèm từ cá hồi mà các bé yêu thích. Cá hồi còn có thể được dùng để chế biến thành các loại ruốc dùng cho bé ăn dặm kèm với cháo. Phần ruốc được tẩm ướp gia vị vừa ăn, thoang thoảng mùi thơm dịu của sả, gừng, ruốc tơi mịn mà lại mềm ngon, vô cùng thích hợp cho bữa ăn của trẻ. 9. Sashimi cá hồi. Tín đồ sành ăn món Nhật không thể bỏ qua món ăn ngon từ cá hồi này. Ở những nhà hàng đồ Nhật thì món sashimi cá hồi luôn là món best seller. Món ăn này vừa có nhiều dinh dưỡng lại rất thơm ngon. Cách chế biến tỉ mỉ khi người đầu bếp phải chế biến cho lát cá có độ mỏng vừa phải, thịt cá tươi sống mềm ngon, béo béo đậm vị. Ăn kèm với wasabi giúp khử mùi tanh một cách hiệu quả, giúp bạn thưởng thức món ngon một cách trọn vẹn nhất. 10. Canh chua cá hồi. Món canh từ cá hồi tuy đơn giản nhưng lại rất thơm ngon và bổ dưỡng. Bạn có thể thực hiện món canh cá hồi cho bữa ăn gia đình bằng cách làm vô cùng đơn giản. Tô canh nóng hổi thơm ngon, màu sắc lại vô cùng bắt mắt, cuốn hút đến khó cưỡng. Nước canh được nêm nếm đậm đà, chua chua ngọt ngọt. Phần đầu cá hồi nhiều thịt, thơm béo. Chan canh ăn chung với cơm trắng thì ngon hết sảy. 11. Salad cá hồi. Món ăn từ cá hồi thanh đạm, dễ làm. Đây là món ăn từ cá hồi thơm ngon mà lại không gây ngán.
Tuy vậy, vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà. Cá hồi áp chảo vàng ươm xém canh, rau xà lách, ngò tây xanh non. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi. Vị giòn giòn của rau hòa cùng với nước sốt thấm vị. Miếng cá béo béo mềm mại còn giữ nguyên được hương vị đặc trưng. Món ăn bổ dưỡng này chắc chắn sẽ thuyết phục cả những thực khách khó tính nhất. 12. Gỏi cá hồi, món nhậu từ cá hồi giúp xua tan cái nóng. Gỏi cá hồi là một loại thực phẩm rất phổ biến và rất tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt trong những ngày hè nóng nực, thì món gỏi cá hồi lên rất được lòng những dân nhậu sành ăn. Gỏi cá hồi món ăn có vị ngọt của cá, bùi bùi của rau thơm, đậm đà thơm ngon, rồi lại còn chua chua của nước mắm làm tan chảy bao nhiêu thực khách. Với những món ăn ngon được chế biến từ cá hồi mà Bản Lắp Ẩm Thực vừa chia sẻ trên đây, hy vọng rằng có thể giúp cho các bạn thêm nhiều vị cho bữa cơm hàng ngày. Đồng thời, thực phẩm tốt này như liều thuốc quý giúp bạn cùng với gia đình khỏe mạnh hơn đấy nhá. Các bạn thấy những món ăn ngon mà Bản Lắp Ẩm Thực vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và bên phải của màn hình nhé.